Cô xin chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta vào bài 35 hóc môn thực vật. Thì ở trên hình đây là hóc môn asin. Đây là có công thức hóa học của nó, đây là ethylene, đây là ribellin. Đây là những chất hữu cơ thấy em. Thì asin thì nó thường nó ở ở vị trí là trên đỉnh. Ribellin tại các cành các lá, auxin cũng ở có tại các lá nữa ha. Rồi nó có tại ở rễ thì nó có cytokinin. Rồi thì chúng ta biết đó, hóc môn thực vật là một cái loại hay người ta còn gọi là phyto hóc môn, là cái chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều hòa, điều tiết các hoạt động sống của cây. Bên trái đây là cây cây được phun ethylene trong 3 ngày là 50 mg trên trên lít. Thì bên phải là cái cây đó trứng. Đây, thì em thấy là ảnh hưởng của ribellin lên sự kéo dài của thân của cây đậu lùng. Cây đậu lùng là cây bên trái, cây đó trứng là cây bên phải. Cây này sau 7 ngày thì sau 7 ngày sau khi mà chúng ta xử lý tibirilin thì em thấy nó cao, nó vượt trội, nó phát triển nhanh ha. Đặc điểm chung á, của cái hóc môn á, nó được tạo ra ở một nơi nhưng nó gây ra phản ứng ở một nơi khác trong cây. Thì trong cây hóc môn được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch ray với nồng độ thấp nha, nhưng mà gây ra những biến đổi rất là mạnh mẽ trong cơ thể. Và nó có tính chuyên hóa thấp hơn so với hóc môn ở động vật và keo. Đó là đặc điểm chung của các loại hóc môn. Và hóc môn phân thành hóc môn kích thích và hóc môn ức chế sinh trưởng nha, hóc môn kích thích sinh trưởng và hóc môn ức chế sinh trưởng. Hai la mã là chúng ta sẽ tìm hiểu về hóc môn sinh trưởng. Hóc môn sinh trưởng một nhỏ là chúng ta sẽ nói về auxin. Auxin có nguồn gốc là ở đỉnh thân nè, đỉnh cành nè, tồn tại ở nhiều bộ phận đang sinh trưởng mạnh. Và auxin nó có tác động sinh lý là kích thích cái quá trình nguyên phân giãn dài của tế bào, và nó tham gia vào các hoạt động sống của cây như là ứng động, hứng động, nảy nảy mầm, ra rễ phụ ha. Rồi auxin nó có ứng dụng để tạo quả không hạt như thế này, nuôi cấy mô và diệt cỏ vân vân. Đây một số ứng dụng em thấy là chanh không hạt nè, tạo ra chanh không hạt, dưa hấu không hạt, ổi không hạt. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta tìm hiểu về hai nhỏ là ribellin. Ribellin cũng là một hóc môn kích thích, thì nó có nguồn gốc ở lá, ở rễ, ở cơ quan đang sinh trưởng, quả non, phôi, hạt đang nảy mầm. Và ribellin có tác dụng sinh lý là tăng cái số lần nguyên phân và tăng cái sinh trưởng giãn dài của tế bào, kích thích nảy mầm của hạt, của chòi, của củ, kích thích sinh trưởng chiều cao của cây, tạo quả không hạt. Và ribellin thì ứng dụng là sản xuất mạch nha trong công nghiệp đồ uống. Đây là tác động của ribellin, sinh trưởng các đột biến lùn, và thiếu gen chịu trách nhiệm tổng hợp enzyme cho con đường tổng hợp ribellin. Và đây là sự kích thích sự nảy mầm của hạt cũ, kích thích sự nảy mầm, đây kích thích sự nảy mầm của hạt và cũ. Khi mà có thiếu cái enzyme chuyển hóa tổng hợp nên ribellin, thì khi chúng ta xử lý chúng ta thêm vào thì cây sẽ phát triển vượt trội ha. Tiếp đến là chúng ta nói về ba nhỏ là cytokinin. Cytokinin có nguồn gốc là các tế bào đang phân chia trong rễ lá non, quả non. Và cytokinin tác dụng sinh lý của nó là kích thích phân chia tế bào mạnh mẽ, làm yếu ưu thế ngọn và kích thích sinh trưởng chồi bên, kích thích nảy mầm, nở hoa, kìm hãm cho già hóa. Ứng dụng là trong nuôi cấy mô và bảo tồn giống cây quý. Ba la mã là chúng ta nói về hóc môn ức chế. Hóc môn ức chế là hóc môn mà tạo cho lá già, hiện tượng rụng lá, quả chín, vân vân. Đó là hóc môn sẽ ức chế sự sinh trưởng. Chúng ta sẽ nói về ethylene, một nhỏ trong hóc môn ức chế, đó là ethylene. Ethylene có nguồn gốc được sản xuất ra ở hầu hết các phần của cơ thể thực vật và tạo nhiều khi rụng lá nè, hóa
hóa già nè, mô bị tổn thương hay bị ngập úng quả chín, là có nhiều ethylene trong đó. Và tác dụng sinh lý là thúc đẩy quá trình chín của quả, ức chế sinh trưởng của cây non, mầm, thân, củ khi rụng lá. Và ethylene ứng dụng để tạo quả trái vụ, giấm hoa quả, ức chế hoa hoa bở, hoa đúng như dịp Tết, hoa nở nha các em. Cô biết nghe nhầm, ức chế hoa nở đúng giờ dịp Tết, ức chế hoa để nở rồi đúng giờ dịp Tết nha. Rồi đây, thường là người ta sẽ để những cái quả mà chín á, kể những cái quả sống để làm gì các em biết không? Để lan tỏa cái ethylene. Đây là khi mà nó chín thì nó có nhiều hàm lượng ethylene rất là cao. Khi người ta muốn cho quả nó mau chín, chúng ta sẽ để quả chín vào quả sống để nó lan tỏa ethylene ha. Rồi tiếp theo là hai nhỏ là trong trong axit trong mà hóc môn ức chế, đó là axit abscisic. Axit abscisic nó có nguồn gốc là ở trong mô của thực vật có mạch, ở thực vật có hoa. Axit abscisic được sinh ra ở lá, ở chốc rễ, được tích lũy ở cơ quan đang hóa già. Và tác dụng sinh lý là ức chế sinh trưởng mạnh, gây rụng lá quả, kích thích đóng khí khổng trong điều kiện khô hạn, kích thích trạng thái ngủ của hạt. Ứng dụng là kéo dài thời gian ngủ của hạt, của quả để bảo quản hành, tỏi hoặc là khoai tây. Trạng thái ngủ của hạt, khi sự đóng mở của khí khổng. Tiếp theo bốn la mã là chúng ta nói về tương quan hóc môn thực vật. Ở đây thì chúng ta sẽ nói về tương quan giữa hóc môn kích thích và hóc môn ức chế. Hóc môn kích thích và hóc môn ức chế nó có sự tương quan với nhau. Auxin á, thì có ở những quả non, lá non. Còn ethylene này có những quả già. Thì ethylene có tác dụng là đối kháng với auxin trong sự rụng lá. Có hàm lượng ethylene cao thì sẽ làm cho lá vàng và rụng. Sự tương quan giữa các hóc môn kích thích là sự ưu thế, khi mà ưu thế nghiêng về auxin thì lúc đó một cành lút ra rễ, một cành lút ra rễ. Khi ưu thế nghiêng về cytosine á thì chồi, chồi sẽ xuất hiện. Đó là sự tương quan giữa các hóc môn kích thích với nhau. Rồi, xin chào các em, bài đến đây là hết. Chúc các em học tốt.